Và bây giờ thì tất cả chúng ta đang có mặt tại khu vực của tháp xếp hạng để công bố thứ tự của tất cả các thí sinh trong phần thử thách vừa rồi. Một trong những vị trí cao nhất cũng là nơi mà Thắng đã từng đứng. Vậy nên khi mà đứng ở vòng loại trừ ngày hôm nay, tất nhiên là Thắng cũng cảm thấy rất là lo lắng cho bản thân mình. Và trong phần thử thách này thì đã có những cuộc đổ mồ hôi rất là ngoạn mục đúng không ạ? Và sắp bắt từ Hương Ly thì xin phép là sẽ không chứng kiến vòng loại ngày hôm nay và chúng tôi sẽ tôn trọng quyết định đó. Chắc là Hương Ly cũng hơi lo lắng một chút nên đã từ chối xem kết quả diễn ra. Và ngay bây giờ thì Hương Giang xin phép công bố tháp xếp hạng của tập 5 The Next Gentleman. Khi được ban giám khảo khen, khi được 6 yes thì Long nghĩ là chắc mình cũng từ top 5 trở lên ha. Team của Sapphire The Hương Ly, các bạn sẽ không được xếp hạng trong tháp xếp hạng ngày hôm nay. Cuộc chơi có người thắng người thua, nên Thắng luôn luôn chấp nhận những gì có thể xảy ra. Thật ra vòng nguy hiểm này bắt buộc trong tất cả các thí sinh ai cũng phải đều đứng vào đây một lần để biết gọi là vào cái vị trí cuối cùng như vậy mình có gentleman hay không. I'm always ready to go home. Honestly, like first mission, second mission, third mission, every shooting, I'm ready. Vị trí số 13 sẽ gọi tên Nguyễn Thành Trung. Cảm thấy hơi thất vọng với bản thân. Phần thử thách hôm nay mình đã làm không tốt. Vị trí số 12 của ngày hôm nay, Kang Chun. Đây không phải là mức xếp hạng mà em mong muốn. Em muốn một lần lên được vị trí số 1. Bậc tháp số 11 xin phép được gọi tên Hoàng Minh Hưng. Bậc thang số 10, Công Phát. Vị trí số 9, Xuân Đạt. Trong 18 thí sinh mà mình đã đứng ở vị trí số 9 thì thực sự là mình cảm giác rằng là mình làm khá ổn. Nằm trong team của supporter Mâu Thủy, Hoàng Long, bạn là vị trí số 8. Ủa cái gì vậy trời? Hình tôi 6 yes mà. Tôi được khen mà. Sao tôi đứng số 8? Hóa Trần, em ở vị trí số 7. Vị trí số 6 thuộc về Khoai Vũ. Người đầu tiên có mặt trong top 5 của ngày hôm nay, xin được chúc mừng Nguyễn An Duy. Cũng đã 2 lần là vị trí thứ 5. Cũng không sao, đập trước mình là thứ hạng thứ 8 thì tập này mình được thăng hạng là cũng vui rồi. Xin được chúc mừng vị trí thứ 4, Ngô Việt Hoàng. Như tập trước mình đã nói là nếu mà mình có phải ra về ở trong tập này thì mình sẽ tìm mọi cách để có thể leo được cái bảng xếp hạng. Đó là sự trả thù ngọt ngào của Việt Hoàng khi mà bước từ dưới đáy của bục xếp hạng lên tới vị trí số 4. Việt Hoàng không phải là một đối thủ quá dễ để khiến cho mọi người nhằm tới đâu. Hai người đàn ông dũng cảm đã lựa chọn Như Vân trong ngày hôm nay. Một trong hai bạn sẽ là vị trí số 3. Xin được chúc mừng Lưu Cao Phát. Cái kết quả gọi là vượt qua mong đợi, bạn sẽ trở nên rực rỡ hơn bằng những cái vết thương của mình và dùng nó để mang lại giá trị cho bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh. Người đã bứt phá và có những bước nhảy vọt trong suốt tập 1 đến tập 5. Hai mọi người luôn luôn có sự ổn định. Một trong hai bạn sẽ trở thành người chiến thắng. Tất nhiên là chị muốn thắng top 1 rồi. Tại vì cái mục tiêu của Chip trong vòng này là mình muốn để giúp đỡ team luôn phiên thắng. Và chiến thắng này sẽ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả của team nguy hiểm ngày hôm nay. Mà mình muốn loại một hay là hai người cho team cố định. Mình cũng khá là lo lắng, khá là hồi hộp. Cũng là mong muốn mình bước lên đó một lần.
và người đã thể hiện tốt nhất trong bức ảnh đẹp nhất của ngày hôm nay. Xin được chúc mừng. Trần Phước Nguyên. Và như vậy thì Chip Nguyễn đã là vé thứ 2 trong tập ngày hôm nay. Lúc đó cái cảm giác của mình nó cũng rất là lộn xộn đấy. Good job, good job. Mình rất vui cho cái chuyện cá nhân là mình đã được vị trí số 2. Tất nhiên là mình đã cải thiện rất nhiều cái hành trình cá nhân của mình. Rất đẹp, rất lung linh rồi. Rất nói chung là rực rỡ. Nhưng về cái chuyện cho team ấy, cho team luân phiên, mình muốn thắng để mình có thể loại được một hai người trên bên cố định thì mình cũng thất vọng với chuyện đó. Ở tập trước á, là Nguyên được về vị trí số 2 sau Chung. Tuy nhiên ở vòng này thì Nguyên đã bứt phá bản thân mình và lên được số 1. Cũng khá mong muốn cái vị trí này lâu rồi. Cuối cùng thì điều đó đã thành hiện thực thì rất là vui và rất là rung.